Một gia đình có 5 người là liệt sĩ, bản thân chị tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, 17 tuổi được kết nạp vào đảng, bị địch bắt lúc 20 tuổi, với những hình thức tra tấn vô cùng man dợ như thời Trung Cổ. Dùng dao sắc, rạch người theo hình quả chám làm toàn thân bị rỉ máu. Dã man hơn, chúng còn dùng mũi dao rạch một đường dọc theo bầu vú. Mặc dù dã man, tàn ác là vậy, nhưng bọn chúng không sao khuất phục được ý chí, bản lĩnh của người công an cách mạng. Tức tối, bọn chúng đã dùng mã tấu phạt hai đầu vú, phạt luôn hai cánh tay. Sự hy sinh anh dũng của chị là niềm tự hào của cả dân tộc. Đó là anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Là chính gia đình này là một gia đình cách mạng toàn diện. Có anh trưởng là Trần Đình Tích, nguyên là cán bộ tiền khởi nghĩa. Anh trai thứ hai là xã đội trưởng của xã Tân Trào ngày xưa. Anh thứ ba giật mình ở đường năm hy sinh năm 47. Người em Trần Thế Kỷ thì hy sinh ở trong chiến trường non nước ở Nam Bình. Bà Cúc là đã hy sinh một cách rất là anh dũng, dám nói dám làm để làm việc cách mạng. Bà đã hy sinh một cách rất là anh dũng, một gia đình 5 người hy sinh vì cách mạng. Ghi nhận công lao và sự hy sinh anh dũng của người cộng sản trẻ tuổi, người chiến sĩ công an cách mạng kiên trung đã cống hiến trọn đời mình cho Tổ quốc. Ngày 15 tháng 1 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 77 truy tặng đồng chí Bùi Thị Cúc huân chương độc lập hạng 3 và 6 chữ vàng: sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1953, đích thân Hồ Chủ tịch đã mời thân mẫu chị sang Liên Xô thăm và gặp gỡ mẹ của anh hùng liệt sĩ Zoya. Nữ anh hùng của Liên Xô, người đã dũng cảm hy sinh trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Liên Xô lúc bấy giờ. Bạn bè trên khắp năm châu trân trọng tấm gương hy sinh anh dũng của chị và đã gọi chị với cái tên đầy ngưỡng mộ: Bùi Thị Cúc, người con gái Việt Nam vinh quang. Và bài hát Liên Xô có Zoya, Việt Nam có Bùi Thị Cúc cũng ra đời từ đó. Đó là những nội dung chính trong phim tài liệu Bông Cúc Trắng, Sứ Nhãn Lồng. Phim đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan truyền hình phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 8 năm 2022 tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Phim do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên sản xuất. Nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn phim tài liệu Bông Cúc Trắng, Sứ Nhãn Lồng. Phát sóng vào hồi 20:10 tối nay thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.